Dụng cụ chiếc cây của Mỹ. Còn cái này là thuốc thà vô cái vết cắt để cho cây mọc rễ. Cô chú anh chị và các em ơi, cái này là đang chiết nhánh nè, chiết nhánh chà bá lửa luôn. Bữa nay có người bạn lại chiết nhánh, quay cho cô chú anh chị và các em coi luôn nha. Cái trái sapoche Nam Mỹ này ngon lắm, nên bạn thích đó, lại chiết nhánh cây. Hồi năm rồi bạn tới chiết hai nhánh cây táo tàu sugarcane. Rồi bữa nay bạn sẽ tới chiết hai nhánh cây sapoche Nam Mỹ và coi nhánh táo tàu được chưa, đem về trồng luôn. Hi, hi Hiếu. Hi. It's easy, bro. Lần đầu tiên á, hai ông mới chiết cây. Okay, you shave this side now, and then we're good. Sẵn có bạn làm ông Thái học chiếc cây luôn. Cái đó là cái gì vậy? It's okay. Cái thuốc cho cái rễ. À, có cái thuốc nữa. Cái thuốc để cho mọc rễ. There's another one right there. There's two of them. See? Nãy sao anh không lấy bao tay cho Hiếu? Okay. À, đổ cái thuốc lên cái nhánh cây. Mình có lấy cái Q-tip cho Hiếu chấm không? À, bỏ cái phần peat moss vô cái chậu, có cái dụng cụ để chiết cây nha, cái hộp, rồi tưới nước vô. Anh Thái lại lấy cho Hiếu, anh Thái cho ướt ha. Phân này nè mọc rễ nhanh dữ lắm, giúp cây á mọc rễ. Đây là dụng cụ để chiết cây, có cái hộp nè. Rồi cái hộp này á mình cưa cái cây ra xong rồi để peat moss, cái phần mềm mềm á vô cây, rồi úp lại vậy nè. Chỗ này là giữ giữa hai bên của cái nhánh cây á. Mấy năm rồi mới gặp Trang ha. Mấy năm rồi. Mỗi lần thái qua anh thả hôn quá. Đúng rồi. Ok, kiếm lại xem. You need something to wrap it up, no? It's better if you do. You have a screw or a tie? Yeah, a zip tie. Yeah, fishing line works. À, có cái đồ để gài lên luôn à. Cái hộp đó có cái giống như cái ghim á, tự đẩy lên gài lại. Rồi vậy xong rồi đó. Chắc lấy hai cái dây. Có cái hai cọng dây cột lại nữa ha. Thảo có cần tưới nước cho nó không? Chắc tưới chứ, cho nó ướt hoài nó mới ra rễ đó. Nhưng mà tại những cái này đáng lẽ là nó phải ướt lâu. Ướt lâu mấy bữa mới khô lại. Thái khui cái lỗ vừa thôi cho nước chảy, mỗi thùng hai lỗ nha. Trong thời gian bữa nay đợi bạn tới để mở cái chiếc cây á, mở ra coi có mọc rễ không, thì Thảo nhờ ông Thái nè đục lỗ dùm mấy cái thùng mới mua thêm để Thảo trồng cây. Rồi, cảm ơn. Hổm Thảo mua mà năm nay trồng cây nhiều quá nên thiếu, nên giờ Thảo mua nữa. Hả? Hai lỗ được rồi. Hả? Hai lỗ được rồi. Ừ. Trước giờ Thảo trồng cây dưới đất, tiện lợi cho việc chăm sóc và tưới cây. Năm nay á, mua mấy cái chậu nhựa trồng cho đẹp, quay phim cho bà con cô bác coi. Nhưng mà có nhiều khán giả nói sức khỏe của Thảo á, yếu. Trồng mấy cái cây trong chậu nhựa để ngoài nắng á, có chất BPA không có tốt, mình ăn vô không có tốt. Nên Thảo nghe cũng lo ngại quá, nên mới nói cho bà con cô bác biết nha. Mấy chậu này Thảo phải để trong mát hoặc trồng bông hoa cây cảnh. Rồi mình mua chậu sành trồng đi ha, mà chậu sành mắc quá. Bạn tới rồi cô chú anh chị và các em ơi. Hồi hộp chờ đợi. Lần đầu tiên bạn chiết nhánh không biết thế nào. Có cái chú quen á, chỉ cho chiết nhánh, nhưng mà cũng hồi hộp không biết có mọc rễ nhiều không nè. Xem cái rễ ra. Can you use it again? Yeah.
hopefully this a little bit right here. Yeah. Bên này nó có tí but chắc sống. Ờ nó có chút ha. Too little to small. Oh. Có rễ mới có nhú ra thôi, không có dài ra được. Thảo nghĩ là tại cái pit moss nè, giống sữa dừa khô quá, tưới nước không có thấm vô được, nó lạ lắm, khó thấm nước lắm, mà thấm thì thấm ướt lâu, nên giờ á, làm lại một lần nữa nha. Những video trước Thảo hay quay trộn đất trồng rau á, thì trong đây có pit moss cát để cho thông thoáng, tưới là nó thấm vô liền, tại pit moss rất là khô, khó thấm nước. Rồi mấy cái loại phân trồng rau nữa, rất là tơi xốp. Ok, một lần nữa. Một lần nữa. One more. I think this is good because it has to close. Cái này thì nó thấm lắm, tại Thảo đã trộn có cát ở trộn á. Okay. I think so. Tại hồi xưa giờ Thảo đâu có chiếc đâu, Thảo tưới, Thảo cũng có tưới á, mỗi lần tưới cây Thảo tưới nó đó. Yeah. Nhưng mà có nghĩa là nó không có thấm vô được. Yeah. Bữa nay cây sung có trái nhiều lắm. Chuẩn bị chín rồi cô chú anh chị và các em ơi. Sung vàng á ăn ngọt ngon lắm mà tốt cho sức khỏe nữa. Sấy khô á ngon lắm. Cây sung này á mùa đông rụng lá. Khoảng tháng 3 bắt đầu ra lá rồi ra trái luôn, không có bông. Trái sung nhanh chín lắm. Để trên cây á, lâu lâu ra hái ăn ngon lắm. Còn không thôi á, mình hái vô xong, cây lấy cái máy sấy á để dành ăn được lâu lắm. Cây này là sung màu vàng, có loại sung màu đỏ, rồi màu xanh, rồi màu trắng nữa. Ăn ngọt thanh. Yeah. Cái này mình mua ở đâu Hiếu? Trang mua online ở đâu? Ở online hả? Amazon hay sao? Cái này to hơn ha? Yeah, là cái cây mà lớn hơn đó. Which one you gonna cut off? Eventually straight. Bữa nay á Hiếu mua hai cái hộp để bao lại cái cây á to hơn và chiếc cái nhánh bự hơn thì mau có trái. Cây Saboche Nam Mỹ này á, hồi xưa Thảo mua trong cái vườn ươm á, để Thảo để địa chỉ nha cho cô chú anh chị và các em nào á có muốn mua về trồng á, chừng một năm mấy hai năm là có trái, mà cái cây này có trái quanh năm luôn, ăn ngon như là vị của xoài vậy đó, ngọt ngọt liệm luôn, rồi có một chút mùi vị của lê kima với lại bột cát cát của Saboche Nam Mỹ. Còn cây cherry bữa nay có bông quá trời luôn nè, đậu trái luôn rồi. Cái này một chùm cherry này nhiều ha. Từ lúc mà cherry ra hoa tới mà trái chín á khoảng tháng mấy à. Giờ đậu nhiều lắm. Thảo phải chăm sóc nhiều á cho trái đậu. Đầu tháng 5 á, gia đình Thảo với mấy người bạn á hay đến Livermore á, để hái cherry. Năm nay cây cherry á có mấy con kiến lên ăn. Mà mình chọn bao nhiêu alcohol, bao nhiêu xà bông? When chắc 50% each, I think. Hai cái mình mix lại với nhau hả? Yeah, just mix trong cái bottle không mới xịt. Ồ, cảm ơn Hiếu. Hiếu mới chỉ pha xà bông với alcohol xịt lên thì kiến sẽ không có tới, lên quá chừng luôn nè. Nhiều khi Thảo không biết làm sao, Thảo lấy băng keo dán á, cho đừng bò qua miếng băng keo được. Nhánh Saboche này lớn nè, có bông trái nhiều lắm. Về trồng là nhanh phát triển lắm, nhanh lớn á. Mình chiết nhánh lớn về chắc khoảng hơn tháng ha, mới ra rễ nhiều ha. Chừng nào mà bạn tới mở ra có rễ nhiều Thảo quay nữa, cập nhật cho cô chú anh chị và các em coi tiếp nha. Mới học chiếc cây cô chú anh chị và các em ơi. Từ xưa tới giờ á Thảo chưa có học chiếc cây. Hai ông làm vui lắm. Những người lần đầu tiên chiếc cây rất là vui nhộn. Nhiều khán giả hỏi nhà Thảo rộng không? Thảo nói vừa vừa ha, không có nhiều lắm, khoảng mười mấy cây ăn trái thôi. Rộng khoảng 4.000 square feet.
mỗi lần mà mọi người làm xong rồi á là cô Cám lại diễn hay lắm. Thảo lúc này đóng vai Cám. Ông Thái thấy ở dưới gốc cây á có mọc lên cây nhỏ nè, đào cho bạn luôn. Cây này dễ lên lắm, rụng hạt xuống á, nhiều khi á mấy chim mấy sóc thích ăn lắm, lại ăn xong cái rớt hạt xuống lên à. Lần đầu tiên á Thảo coi bạn viết cây á thấy dễ nhưng mà khó ha. Hy vọng là lần này á sẽ thành công khi mà Thảo trộn đất cho cây dễ mọc rễ ra đó. Một tháng nữa sẽ mở ra cho cô chú anh chị và các em coi nha. Cảm ơn đã ủng hộ gia đình Thảo. Hẹn gặp lại trong video mới nha. Tạm biệt cô chú anh chị và các em. Mời cả nhà mình ăn quýt.